Liên quan tới tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cũng vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho 37 bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, các bệnh viện có trách nhiệm tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 được phát hiện khi đến khám bệnh hoặc đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện, đồng thời hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19 cho địa phương khi có đề nghị, bảo đảm phù hợp với khả năng tiếp nhận và năng lực chuyên môn của bệnh viện. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 2,1 triệu ca nhiễm và Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các ca nhiễm ngoài cộng đồng. Bộ Y tế nhận định dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cộng thêm sự gia tăng đi lại giao lưu của người dân sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.